Sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay có một số cây sứ hạ lai tạo xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và đây là cây số 1. Hoa hai lớp ha. Hoa như hình luôn ạ. Hoa hai lớp. Cây của mình phân tàn ra rất là nhiều. Chiều cao của cây tầm khoảng 23 cm. Cây này là giá 100.000. Tới số 2. Số 2 mình có cây hoa 5 cánh. Hoa 5 cánh ha. Chiều cao của cây thì nó tầm khoảng là 35 cm. Cây đang phân tàn rất là nhiều tựa luôn. Cả chục cái tựa vòng vòng luôn ha. Cây này là số 2, 60.000. Số 3, mình có cây hoa 5 cánh nữa. Nở một hoa còn một chùm nụ, 7 nụ ha. Đây, cây mình đang phân tàn ra 3 tựa dưới chân nè. Cây số 3 này là 50.000. Rồi số 4. Số 4 mình có cây hoa. Cây hoa này con nghĩ là nó ra chưa hết nữa nè. Nó ra nó bung ra hai lớp. Ở trong nó còn bị nghẽn ở trong nữa ha. Cái này nó ra đủ có thể là nó 3 lớp luôn. Nó còn đang nghẽn ở trong lại. Đây này mình thấy đây là hai lớp ha. Cái giống này thì xây hoa khá to. Hoa màu hồng, có sọc luôn ha. Rồi cây này thì phân tàn ra rất là ok luôn. Mình nhìn cái bộ tàn của nó ra rất là nhiều. Cây này số 4 giá 100.000. Tới số 5. Có hoa này là giống như là hoa kim anh ha. Đây là sứ hạ lai tạo ha cô chú và anh chị. Cái cây này thì ở vườn mình con là ương nó lên là tầm khoảng chắc cả khoảng là 8-9 tháng gì ạ. Nên nó ra hoa ha. Đây. Đây là hoa, mặt hoa này giống như là hoa kim anh. Hoa hai lớp à ha. Hoa này kim anh thì ba lớp, còn này lớp con nó ra chỉ có hai lớp thôi. Màu cam sọc. Cây mình nó phân tàn ra, ở trên ra là hai tựa ngọn nè ha. Đây ra một nụ còn một chùm nụ. Ngọn bên đây cũng còn một chùm nữa nè ha. Dưới đây phân tàn ra rất là nhiều. Được 3-4 tựa luôn. Dường như ngọn nào cũng đang cho một chùm nụ hết á. Rồi. Cây số 5 này là giá 150.000. Tới số 6. Mình có cây hoa 3 lớp. Cây này thì bên con mới vừa sang chậu cho nó ha, mới vừa thay phân. Cũ này thì nó nằm gọn gọn thôi à. Rồi giá cho cây hoa 3 lớp này thì là 100.000. Chiều cao của cây thì tầm khoảng là 20 cm. Số 6, 100.000. Tới cây số 7, mình có cây hoa 5 cánh. Cánh nó có lớp viền ở ngoài, rất là đẹp luôn. Hoa mình nhìn có màu sắc lung linh luôn ha. Họng vàng nè, cánh có viền. Cây thì chiều cao nó tầm khoảng 20 cm. Phân tàn ra, phía trên ra được 2-3 cái ngọn trên luôn. Còn xung quanh thì em nó đang phân tàn ra rất là nhiều. Củ thì nó nằm tầm gọn gọn. Đây là sứ hạ lai tạo. Cây này số 7 con bán giá là 80.000. Tới cây số 8, mình có một cây hoa 5 cánh nữa ha. Hoa này có lớp cánh ở ngoài dúng rất là đẹp. Đây, mặt hoa của nó. Cây này thì chiều cao của nó tầm khoảng 20 cm. Rồi nó phân tàn ra được là 2. Ở dưới đây là một tựa, lên đây một tựa nữa ha. Giá cho cây hoa 5 cánh này là 100.000, số 8. Tới cây số 9 là mình có cây hoa 5 cánh nữa. Màu đỏ họng vàng.
Cây này thì là dạng mini. Cây của mình lên phía trên thân ra được hai cái ngọn nè. Phía dưới này xung quanh nó ra được hai tựa ở dưới gốc lên nữa. Cây này thì là mini ha. Chiều cao của nó, nó cao tầm bằng cây bút lông này thôi. Rồi, giá cho cây hoa 5 cánh màu đỏ này là giá 40.000. Hôm nay con giới thiệu đến với cô chú anh chị mình 9 cây hoa này ha, xứ hạt lai tạo này. Và cô chú anh chị mình lưu ý giùm con, cái hàng này thì con gửi đi phải là 2 cây trở lên con mới gửi hàng đi ha. Rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.